Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay anh em mình sẽ đi thu gom bẫy nha các bạn. Khu này đánh rất là lâu, rất là lâu rồi. Mấy tháng rồi, chưa lâu. Hả? Nói có 4-5 tháng chứ mấy. Hả? 4-5 tháng gì đó. Cái chỗ này đi rất quen thuộc luôn. Mỗi lần mà vào tới đây là mình hay chở các bạn nè. Hôm nay mình sẽ đi bên sang gom bẫy, không biết nhét vừa cái túi đâu. Là 3 giờ chiều các bạn ơi. Để, vô coi cái lồng đầu tiên có gì không, mình gom luôn. Con chuột cá khô. Rồi, nhẹ từ lông hồng luôn. Hồi quắc luôn. Hồi quắc rồi không phải tôi quắc, hồi quắc. Giờ này người ta sẽ lén luôn. Thủ lú rớt sẽ lén luôn. Đâu sợ lộ nữa đâu. Lộ. Cái túi đó đựng được có 20 cái các bạn ơi. Được có. Chưa đâu, nằm đó. Mắc rồi. Kiếm coi. Có không? Đi gom giùm mình luôn rồi. Có người đi gom giùm mình nha các bạn ơi. Nãy giờ mình đi gom 6 cái mà còn có 3 cái, còn 3 cái đâu mất hết rồi. Đúng là ngày quyết định đi gom là không chính xác. Ta đi lấy trước của mình nè. Hả? Bình thường không có rắn, bẫy không có rắn, không có con gì hết, cũng mất bẫy mà hôm nay mình đi gom mình mất bẫy hết rồi, mất 3 cái rồi các bạn. Đó, cái khung này nè, chỗ cái này các bạn, chờ giống như cái rình giống như là vậy. Bây giờ anh em mình sẽ tranh thủ đi gom nhanh rồi. Có gì mình về mình quay lại cho các bạn xem nha. Không biết là có cái gì không. Hôm nay mới thăm về các bạn. Không có. Đó mình gom 7 cái khu hồi nãy là được từ này lồng các bạn ơi. Mười mấy bài cái gì đó. Lọc chuột chết tùm lum hết các bạn. Nào không có, quanh anh kia chứ mới khỏi giò. Mất 5 cái thôi, hôm nay mất cũng được, 5 cái là cũng được đó chứ. Ôi, là mất khù à. Cái vụ gì vậy? Không mấy người trời ra. Ơi. Trời ơi. Ghê chưa? Trời ơi. Nhỏ mà hát nữa. Mũa các bạn. Để anh phát lụm răng nè. Mũa nè, nó né, anh thấy không? Nó né, thấy không? Nó né, thấy không? Nó né, thấy không? Nó né, thấy không? Né, thấy không? Nghĩa thế không? Bỏ qua bên đi. Ôi, hên quá. Xíu nữa lỡ tắn, nó cắn một cái nữa rồi mất. Cái nồi dữ. Đang con. Này dính có mấy con các bạn, toàn là lòng chết chuột không à. Nên mình lâu lắm rồi mới đi thăm lại khu đó, chục ngày rồi. Lần này thăm rút lại hết luôn. Chú khác cái khu khác. Không còn con chuột nào sống nữa trời. Chuột chết hoàn toàn luôn. Rắn con nào cũng lấy vào thì nó gầy người đúng không bạn? Rồi chết lâu lắm. Mới chết. Chuột rắn à? Chuột gì? Chuột. Đây ngấp ngáp. Lâu lắm hết lúa. Có. Xét không. Rồi. Tình lúa. Hôm nay được mấy con các bạn.
Con kia, con gì? Đây con. Con này còn con chuột. Này có con của mèo á. Ý trời ơi. Dữ quá. Dựng lên đó mày. Cho mày quàng bên đi mệt mày quá. Đây con nè. Này con giật nó giòi nóng nó. Nó đòi táp mình không à? À cha, con này mới khủng mà nha. Mới khủng mà. Đó. Chày mỏ vô lâu rồi nè, thấy không? Vô lâu rồi, chày mỏ rồi, thấy không? Rắn này hôm nay mình bắt là nó gầy ghê. Chày đâm quá, nát con rắn luôn. Rồi nặng đây đi. Rắn nặng nha các bạn. Đây cũng còn một con nữa. Con này cần chuẩn bị thay da luôn, đâm nát luôn. Hai con. Đi. Như con hổ mèo. Ba hổ hành. Một bà hổ hành khủng long. Con hổ hành các bạn. Là ba con nằm đó, đây con nữa là bốn con. Còn con nữa là năm con. Hai mấy cái được có 5 2 4 6 con. Hả? Con hả? 5 con hả? 6 con hả? Rồi con rắn hơn không? 5 con. Con hổ mèo. Mấy con? 6 con. Được. Con kia nó tới vô cái mỏ chào quà luôn à. Mỏ để lát mà mình bắt hả? Để lát mình bắt ra rồi mình cân hết tất cả tụi này luôn. Coi thử nhiêu ký. Sao cầm lên, cầm ngang ngang. Hai con này, con này nặng hơn. Hả? Con này bự hơn. Con này nhỏ. Để trên ký á. Con này nằm cỡ ký 3. Nát nữa mình mỏ nó thôi. Căng hết luôn. Con hành nó bự đó. Hành cục đuôi không nổi ơi. Hả? Hành cục đuôi nè. Cục đuôi là con cái đó. Ừ. Đuôi con cái. Ai nói? Ông kiếm nói. Nào. Con à, con này cục đuôi nè. Con đực đó là đuôi nó nhọn. Nó dài, còn cái đuôi cục đuôi ngắn. Con này mà hổ hổ hán. Hán năm hán. Sao? Con hưng đi đâu vậy? Con cào lẫn bắt con cào rồi. Đâu vậy? Bắt con cào chi mà. Không chuyên nghiệp chứ mày. Cho mượn á, cho anh mượn cái này thôi. Mình bắt làm gì đây? Bắt sao? Bắt cái gì đây? Thú quá kì. Rồi cào. Úi gì trời. Bắt về cho con gì ăn á? Sự, con cưỡng. Cưỡng hả? Ồ, bắt nãy giờ mấy con nẻ hả? Cái nẻ hơi nè. Ừ rồi hả? Mày cào cho khi nào chưa hả? Ra cho con chim á, anh ăn cá. Mới sáu hả? Ờ. Chỗ ra được không? Có bẻ chân không? Chỗ ra được không? Hả? Có bẻ chân không? Bớt cái đầu nó cá cho nó. Dạ chết rồi. Lấy cái kềm, lấy cái kềm. Rồi dữ à. Trời dữ trời. Đó, cái bao ơi, góc nhà đó. Cắt luôn ấy. Này để lâu quá, giờ. Giờ bận quá. Kia. Cái bao ngoài hồi á hơn à. Đó là hồi bên kia. Đó, cái bao ngay góc nhà luôn đó. Đó, đầy đó.
Ấy cái bao lưới á, cái bao lưới đựng rắn á. Đó mẹ đi vô nhà thấy là nằm trong hốc á. Rồi quay qua. Đó. Con này cũng thay da mắt mờ luôn rồi. Chuẩn bị thay à. Lấy một cái đâu. Nó chờ các bạn nha, mình gỡ đừng coi. Khẩn lấy hết luôn. Con này chạy chết nè, nhỏ vậy. Thư mình cũng ghê không? Mày, mắt đẹp. Có hết bậy luôn đó mày. Mày nó. Rồi con này trong nó có gì không? Đại cắt hết rồi đau á. Cắt mũi mũi lần cái có gì đâu. Ông bán chuột. Hôm nay có gì không? Phải đó, phải đó, phải. Bỏ bao luôn, bỏ bao luôn. Bỏ bao lắm. Thằng đầu lấy bao. Ẩm bao mẹ banh bao ra. Bao vô. Nhanh lên. Ớn không? Ừ. Sao ớn rồi. Băng, băng kia luôn rồi đại. Nào. Đó, khổ hành luôn. Khổ hành bự ghê các bạn. Con rồi. Có nghề, có nghiệp. Ăn sen cho mình con này về ăn nha các bạn. Cho mình về nhậu với ăn làm gì. Biết nhậu không? Khi nào biết nhậu cho ăn. Ê! Ê! Nào mình hán nó luôn. Rào xong, kịp hán nó luôn rồi. Ê! Rào nuôi đâu đâu? Chưa xuống đâu. Núp trong người này đâu. Khó khăn đó nha. Mới tới mình nặng lắm. Chọt quá. Nó núp dưới đó có ai đâu mà có. Hưng lấy em. Bắt ra. Nhiệm vụ của em đó. Lộn lộn hành đã ghê ha. Thấy nó không? Đâu, dân chuyên nghiệp mới lấy dễ dàng đó hả? Rồi, bánh bao luôn. Không quá. Nó nằm ở dưới á. Thấy không? Ừ. Hả? Có cả. Đây, em thấy không? Đôi nè. Chọt ra bắt đi đợi. Chị bên đây. Đó. Hả? Cái này dính ngay chỗ bộ ao phải không? Đúng ngắt luôn. Cái này thằng đại các bạn. Thằng lớn. Đó, nó qua. Nó qua cả. Nó chung lại rồi. Thấy được không? Ui, nó qua đây. Hả? Nó qua đây nè. Em đâu thấy đâu. Nó qua trời nè. Đứng như em mới thấy nè. Lại đâu. Để bắt con này ra trước đây rồi. Bắt nó ra. Ok, sang, lấy tay thọc thọc, dưới luôn. Đâu lấy bao bên này, đại ra nó qua nè. Bánh bao bỏ luôn. Thôi bỏ vô nó cắn xước, mấy người cắn hết. Con này răng nó sắc lắm. Bánh bao này thôi. Con hố ngựa kia bỏ ở đây nè. Ừ. Ê. Này. Ê. Bỏ xuống rồi, chạy nó qua đây. Nó rồi. Chạy. Chạy. Bắt. Đi lại. Rồi thằng kia nó đi à. Kia đi à. Đó. Cái này cột lại xem. Bộ ra chụp luôn, cô qua. Ừ, một ngày đó. Bỏ con kêu qua chưa? Bỏ bỏ bao luôn, căng luôn. Nó giả chết không? Hồi Châu biết giả chết không chừng. Giả chết con kỹ. Cái nhon này biết giả chết à. Con nào ông lấy lại gầy nhon mà chày hết luôn. Con đó ra rồi Hưng à. Không. Lấy ra rồi. Này nè mày ngáo hả? Thui luôn. Nãy bắt rồi. Hưng không? Chạy vô nhà lấy ăn cái cân đi. Này vô này thằng ngáo không ơi. Còn kia con. Đây đây nè, đây nè.
Lấy gì? Lấy cái cân á. Cân thử nhiêu ký. Đem ra, đem ra đây luôn. Sao nó gầy dưới ta, gầy nhom mà ta. Đói rồi, khát rồi, hơn chục ngày rồi. Trong tổng thể ba con lại rồi. Ký. Nó lạ. Hàng đó là hết muốn gần 3 ký rồi. Cây đâu lại? Giờ chết rồi. Ê, hủ mèo nha. Con dí mèo đi. Mèo, mèo. Chuột. 3 ký 7 là trừ luôn rồi. 3 ký 6. Không, 7 7 trừ rồi. Đâu có cái à. Đúng không? 3 ký 7 các bạn. 3 con 3 ký 7. Hai con ngựa đâu, hai con ngựa luôn. Đó, đặt con ngựa lên. Bình quá, bình không? Hai ngày ký. Rồi 8 lạng luôn, hai con ngựa 8 lạng là nhiêu ạ? 5 ký 5 ký 4 thôi. Ờ. 3 ký 7. 3 ký 7 thôi. 4 ký 4. 4 ký 4. Rưỡi. À 7 ha, 7 thì rưỡi. Wow, cắn con này. Đây con nè. Con đó cho 2 lạng. Là 4 ký 6. 4 ký 7. 20 mấy cái 7 gom về mình được 4 ký mấy rắn các bạn. Thật. Thật không? Đây là chúng. Vậy là chúng lớn rồi. Mất hết mấy cái rồi, thôi bỏ luôn. Gom về hết luôn rồi. Đó. Còn nó rắn đã đã không ha? Hả? Đã đã chạy, chạy. Để lâu quá. 6 con nha các bạn. 6 con được 4 ký mấy rắn. Hai mấy cái lồng. Tám lạng. Bà hủ mèo nữa. Hủ mèo nó 2 lạng à. Mèo này thích ăn với là kiếm. Đây các bạn. Hàng còn bự bự luôn các bạn. Thấy không? Làm chắc quăng đó để soạn sửa lại rồi. Chứ quýnh. Quýnh luôn khác. Đi quýnh bãi khác nữa các bạn ơi. Những bãi đó đi thăm hoài chắc hết rồi. Rồi video hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Chúc các bạn phim coi buổi phim được vui vẻ nha. Chào toàn thể mọi người nha. Mọi người nào cứ liên hệ mua rượu thì cứ liên hệ mình. Mình có để số đó các bạn. Chào toàn thể nha.